Rồi, xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh của mình. Trên tay của mình đây là một cái bộ van chữa cháy đồng hồ 100kg gắn ti nhựa. Cái này là mình đang quay cho khách xem. Anh em có thể gắn đồng hồ 200-300kg là tùy nha. Tại vì gắn ti nhựa này thì nó sẽ chịu áp rất là cao. Nó cái ti nhựa này nó có chức năng như là ti của van truyền thống anh em ha. Tí mình sẽ tháo rã ra cho anh em xem. Thì ở clip này mình sẽ báo giá cho anh em. Đây là cái van đồng hồ 100kg. Ti này là ti inox, ti inox và ở trong là nhựa chứ không phải là cao su nha anh em. Rồi ở bên ngoài thì trời mưa rất là to nên là đôi khi mình nói chuyện mà anh em nghe không rõ thì anh em cũng thông cảm nha. Mình sẽ cố gắng nói chậm một tí và nói to một tí. Đây thì cái van chữa cháy của chúng ta thì đầu tiên nó sẽ gồm có một cái cổ. Cổ này thì mình đặt làm rời anh em ha. Dốc thì dốc tam giác để nó ôm cái ron này. Khi bạn càng chắc thì cái dốc tam giác này nó ôm cái ron cực kỳ chắc. Bộ của nó là em đã bằng sẵn vào đây rồi, em sẽ mở ra cho anh em xem. Đây đây có cái ti, em rút ti ra cho anh em xem. Cái lỗ xả của thằng van chữa cháy rất to nha anh em, lỗ xả rất to nha. Như vậy thì kể cả anh em bơm hơi mà 50kg 60kg là nó đã đập không nổi, đã đập không nổi rồi anh em. Tại vì lỗ xả quá to, lỗ xả quá to thì cái ti cao su á nó cũng to theo luôn. Mà to như vậy thì khi mà đập trên 50kg là nó sẽ bị tét cái ron cao su. Chẳng hạn như cái ti của van chữa cháy là cái mặt này, ron cao su đây, nó sẽ tét cái miếng cao su đây. Còn ở đây mình gắn cái bộ chuyển đổi này thì cái chỗ chịu áp nó sẽ là cái chỗ ti nhựa này. Ví dụ như búa đập vô nó sẽ dọng cái ti này, dọng cái ti này. Còn cái chỗ này là nó cố định nha anh em. Và cái lỗ xả nó sẽ được làm nhỏ lại này. Anh em thấy không? Làm nhỏ lại. Đây là cái lò xo đổi rồi nha anh em. Đây là lò xo đổi nữa. Là một món, hai món, ba món. Và ở đây một món nữa. Bộ combo bốn món như thế này nè. Bộ combo chuyển đổi bốn món như thế này. Em vặn nó luôn cho anh em xem. Đây, nó có ren để vặn vô. Cái cục này nó có tác dụng là chống cái lò xo ti xả thôi, chống lò xo ti xả. Chống vào. Để đập để nó trả lại anh em. Thì bộ combo 4 món như này thường là em sẽ bán là 150 bao ship nha anh em. Nhưng mà khi anh em mua chung với cái bộ van chữa cháy này. Ví dụ em nói ví dụ nha. Bộ van chữa cháy bình thường nó là như thế này. Có cái ti nhựa. Quên, cái ti cao su chứ, có ti cao su. Thì giá của một bộ như thế này là 200, sẽ là 200 bao ship. Ví dụ anh em muốn lấy thêm cái coil là 50.000 nữa, hay lấy thêm cái coil nha, là 50.000 nữa, 250. Muốn lấy thêm cái trượt phi 12. Nếu mà anh em lấy cái chỗ này là ti cao su á, mà nguyên bộ như thế này combo. Nó sẽ là 350 đúng không? 350 đúng không? Bao nhiêu anh em? 350 đúng không? 350 đúng không? Nhưng mà anh em mà muốn mua thêm cái này lẻ nè. Mua thêm cái này lẻ nè. Là 150 đúng không anh em? Như vậy thì nó là 500.000 cả bộ này. Như vậy. Nhưng mà nếu mà tính như vậy thì nó khá là đắt. Thì mình sẽ bớt cho anh em. Giờ đây em mua nguyên cái combo mà không lấy cái ti cao su mà lắp cái này vô, em sẽ lắp trở lại cho anh em xem nha. Đây, bộ này thì chỉ có việc đút vô thôi. Cái cao su đây, cái ron cao su đây, thì trong chỗ này nó cũng có một cái dốc để nó ôm luôn nè. Khi mà anh em đút vô là nó ôm chặt luôn, ôm chặt luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ vặn cái này vô đây. Cái này nó cũng có ren anh em, cái đen này cũng có ren luôn. Cái này nó có, khi mà vặn chặt lại nó có tác dụng như là một cái van ngăn áp, một cái gọi là khoang ngăn áp chứ không phải là cái van. Đây, vặn ship vào, ship vào thì nó nằm này. Và chúng ta tiếp tục ship cái này vào, ship cái này vào. Chết, mình leo răng. Rồi, ok, vào rồi. Cái này là cái ron dự phòng, bỏ ra luôn cho anh em dễ dàng. Rồi, sau khi mà nó như thế này thì anh em để ý nè, cái búa mà nó tán vô đây. Nó chỉ vào được một tí thôi anh em. Tại vì cái lò xo chống ti này nè, nó khá là chắc, nó chỉ vào được tí thôi. Vào được tí này thôi là lượng hơi trên này nó ra rất là kinh rồi. Anh em có thể bơm lên tầm 100kg hoặc là trên 100kg. Thì em khuyến khích anh em là cái này anh em có nhiều anh em có thể bơm lên cả 150-180kg.
chơi giống như một cái van truyền thống. Nhưng mà em khuyên em là tại vì cái này nó cũng hơi ít ren, cái van chữa cháy thì nó hơi ít ren và nó cũng hơi mỏng hơn cái van truyền thống, nên là em khuyên em chơi từ 100 đổ về thôi. Nên ở đây ví dụ anh em chơi từ 100 đổ về á, từ 100 kg anh em bắn xuống còn tầm 50 kg là anh em bơm tiếp nha. Tại vì từ 0 kg mà bơm lên 50 kg rất là lâu, mà từ 50 kg bơm lên 100 kg thì nó sẽ là dễ dàng hơn, nó dễ dàng hơn, nó dễ lên ký hơn, nó lên nhanh hơn. Đó là cái tầm ký đó thì cái tiền cao su nó sẽ giữ được áp nha, giữ được áp. Thì em nói tiếp là cái khoang ngăn áp là tại sao. Có nhiều em nói là vậy thì khi mà lắp cái bình vô thì hơi sao vô đây, hơi sao nó vô được cái chỗ đen đen này, đúng không? Thì anh em yên tâm là anh em không cần khoan cái lỗ nào ở trên cái đen đen này đâu. Có nhiều anh em nghĩ là chắc khoan cái lỗ à, em nói luôn với anh em nè, khi anh em bay một phát á, là hơi nó sẽ theo cái đường ren này nó vào này. Tại vì nó không thể kín được đâu anh em, làm sao mà kín hơi được. Cái ren này mình vặn mình không có cao su non, mà kể có cả cao su non thì nó vẫn ra, hơi nó vẫn ra cái khoang đen này. Nó tích tắc là nó sẽ vào đầy cái khoang đen này thôi, cái khoang đen này. Ví dụ như anh em bơm lên 100kg thì nó sẽ vào ngay 100kg vào đây. Anh em gõ một cái, gõ một cái thì ngay lập tức là hơi ở trong cái khoang đen này nữa, nó lên là hơi ở trong bình nó lại tràn vào theo cái đường ren này. Đó. Nó tràn vào nha anh em, nó sẽ tràn vào theo đường ren này nè. Đó, chứ anh em đừng có sợ là nó không vào được. Cái này nó đâu có ron riết gì đâu, thì cả anh em quấn keo non nó vẫn không chịu áp nổi đâu, nó vẫn vào thoải mái luôn á. Ngay lập tức nó tràn vào thôi. Thì một cái van như thế này đầy đủ của nó rồi nha anh em, đầy đủ của nó là ti nhựa rồi nè. Đó. Thì khi mà anh em đổi thành cái ti nhựa này thì anh em thêm cho mình 100.000, có nghĩa là cái van như thế này bình thường là van ti cao su là 200.000 bao ship. Cái này ti nhựa nè, anh em nhìn kỹ nè, ti nhựa này van đồng hồ 100kg hoặc 200kg hoặc 300kg tùy anh em, đồng hồ là nó đồng giá hết, nên là một cái van như thế này lắp ti nhựa nha thì nó là 300.000 bao ship, 300.000 bao ship nha anh em. Đó. Còn anh em nào mà lấy cái đồng hồ zin, đồng hồ 25kg của nó thì trừ tiền ra nó chỉ có 250 bao ship. Cái van đồng hồ zin là 250 bao ship nha, còn cái van mà đổi đồng hồ ví dụ 100kg, 200kg, 300kg nó đồng giá hết là thêm 50.000 lên, là như cái bộ trên tay này đang cầm là 300 bao ship nha. Nhưng mà em nghĩ là ai mà muốn đổi cái ti này thì cũng phải đổi đồng hồ thôi, tại vì cái đồng hồ zin của nó 2.5 là 25kg thì đâu có chơi được cái ti này. Ti này anh em bơm quá 30kg thì nó đã hư cái đồng hồ rồi. Còn ví dụ là đồng hồ 2.5 á là 25kg, anh em bơm cứng kim nó là 30kg thôi. Bơm quá là nó rụng cái kim nha. Kể cả cái này 100kg anh em bơm quá 100kg nó sẽ rụng cái kim nha. Còn anh em muốn lấy thêm cái coil, ví dụ anh em lấy thêm coil này. Lấy thêm cái coil này. Coil này nó có 3 khúc, còn anh em muốn thấp hơn anh em tháo khúc giữa bỏ đi nha. Lấy thêm coil là 50.000, bộ đang trên tay mình 350.000 bao ship đây. Lấy thêm cái này, cái trượt. Trượt 12. Bộ này 100.000 cái này nha. Là 450.000 bao ship nha anh em. Như thế này là 450.000 bao ship nha anh em. Như thế này là 450.000 bao ship nha anh em. Còn như thế này là 350.000 bao ship nha anh em. 350.000 nha. Còn anh em không lấy cái coil mà có cách khác để chế thì bộ như thế này là 300 bao ship nha anh em. Rồi ok, thì clip mình nói tới đây thôi. Chắc anh em cũng nắm được giá và nắm được cái cách tháo lắp của nó như thế nào rồi. Đó. Ok anh em xin kết thúc clip ở đây nha. Anh em lướt qua kênh thì cho em xin một đăng ký, một bình luận, có ai có câu hỏi gì cứ bình luận ở bên dưới. Một like, một đăng ký và một bình luận nha anh em. Em sẽ tiếp tục lên nhiều sản phẩm khác để phục vụ anh em. Rồi, chào tất cả anh em, chúc anh em sức khỏe, bình an và thành đạt nha. Bye bye. Thank you.